MV Hoa Giấy của Lâm Vị Dạ cán mốc 1 triệu view, lọt top trending YouTube. MV Hoa Giấy của Lâm Vị Dạ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Sau hơn 48 giờ phát hành, MV đã cán mốc 1 triệu view, lọt top 16 trending YouTube. Để mừng thành tích đặc biệt này, Lâm Vị Dạ đã chia sẻ loạt ảnh mới. Trùng hợp là thời điểm MV Hoa Giấy phát hành cũng là lúc Lâm Vị Dạ đón tuổi mới. Vậy nên, nữ diễn viên mới tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con như là kỷ niệm đặc biệt vì nhiều niềm vui đến cùng lúc. Dạ lập gia đình sớm, đến nay đã có 2 con trai. Dạ may mắn là người theo đuổi đam mê nghệ thuật, làm điều mình thích nhất với sự hỗ trợ từ gia đình. Trong bất cứ hoạt động nào, anh Đạt và các con cũng ủng hộ dạ hết mình. Dạ nghĩ nếu như không có sự động viên từ chồng con thì bản thân sẽ khó lòng theo đuổi đam mê. Lâm Vị Dạ kể, với MV Hoa Giấy, một số khán giả tỏ ra bất ngờ với giọng hát của Lâm Vị Dạ, đồng thời đặt câu hỏi về chuyện khi nào nữ diễn viên chính thức đi hát và khi nào thì tiếp tục phát hành MV mới. Tuy nhiên, Lâm Vị Dạ chia sẻ rằng cô chỉ ra MV để thỏa mãn niềm đam mê ca hát chứ không dám nhận mình là ca sĩ. Khán giả thường biết đến Lâm Vị Dạ với danh xưng nghệ sĩ hài, nhưng thực sự là từ nhỏ Dạ đã có đam mê ca hát. Dòng nhạc mà tôi yêu thích khủng khiếp luôn là bolero trữ tình. Tôi luôn yêu những làn điệu dân ca, cải lương. Khi phát hành MV, đơn giản là tôi chỉ mong khán giả có thể ghi nhận Lâm Vị Dạ không chỉ là nghệ sĩ hài mà còn đa di năng hơn, có thể hát. Nếu gọi là ca sĩ thực thụ thì Dạ chưa dám nhận đâu. Vì không muốn dời lịch thu âm, Lâm Vị Dạ mới tiêm kháng sinh liều mạnh đến năm sớm mũi. Tôi không thể dời lịch được bởi như vậy thì sẽ trễ tiến độ, ảnh hưởng đến công việc chung. Nữ diễn viên đã bỏ hơn 1 tỷ đồng để thực hiện sản phẩm âm nhạc này. Nói về chi phí làm MV, Lâm Vị Dạ kể thêm, ban đầu Dạ chỉ tính làm chừng 500 triệu đồng thôi, nhưng không hiểu sao máu quá chơi tới tận 1 tỷ. Đây là số tiền mà Dạ tích góp được trong mấy năm qua. Khi làm, Dạ không cân đo đong đếm hay tính toán thiệt hơn sẽ thế nào. Dạ chỉ quan tâm đến chuyện phải làm sao để có sản phẩm tốt cho khán giả xem. Nội dung MV Hoa Giấy xoay quanh chuyện tình trải qua nhiều trống gió của một cặp đôi. Chuyện tình này kéo dài cả ngàn năm, vượt qua nhiều khó khăn, cách trở cho đến khi đã thành vợ chồng, họ vẫn đối mặt với lắm nỗi muộn phiền, chông gai. Hứa Minh Đạt và Lâm Vị Dạ sẽ đóng vai chính, đồng thời các nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ tham gia MV với vai trò khách mời. Đã là gia đình với nhau thì phải dung hòa, nhường nhịn vì khó khăn lắm mới có thể trở thành vợ chồng. Vậy nên đừng vì bất cứ lý do gì hay chuyện gì không đáng mà buông bỏ nó. Tôi là người sống thiên về gia đình, vậy nên trong sản phẩm âm nhạc của mình, tôi rất muốn đưa thông điệp về gia đình vào trong đó, Lâm Vị Dạ nói. Lâm Vị Dạ sinh năm 1989 tại Huế, lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi nổi tiếng, Lâm Vị Dạ từng hoạt động tại sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Nhờ chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Lâm Vị Dạ được khán giả biết đến nhiều hơn. Tại đây, bằng sự duyên dáng của mình, Lâm Vị Dạ đã chinh phục khán giả và hoàn thành vai trò phó phòng. Trường Giang là trưởng phòng, vô cùng ấn tượng. Hiện tại, Lâm Vị Dạ đang là một trong những nữ diễn viên hài nổi tiếng nhất hiện nay. Vào các năm 2018-2019, Lâm Vị Dạ liên tục thắng giải Mai Vàng ở hạng mục nghệ sĩ hài được yêu thích nhất năm. Cô có cuộc sống viên mãn bên Hứa Minh Đạt và hai cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.